Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 3. Các con thân mến, hôm nay chúng ta cùng cô đến với các câu hỏi bài tập ở trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 3, ôn tập nâng cao 35 tuần học, được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập của tuần 23, khối hộp chữ nhật, khối lập phương, thực hành xem đồng hồ. Câu 1. Hình có 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh chắc chắn là khối hộp chữ nhật, đúng hay sai? Câu này thì chắc chắn là sai rồi ạ. Bởi vì 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh còn có thể là khối lập phương nữa, đúng chưa ạ? Như vậy cô Khoanh đáp án B là sai nhé. Câu số 3. Quan sát đồng hồ hình bên và chọn đáp án sai. Chúng ta cùng quan sát đồng hồ này. Đồng hồ có kim giờ đang chỉ số 9 đúng không ạ? Chúng ta có thể lấy cái thước kẻ gióng cũng được, được chưa ạ? Kim giờ đang chỉ gần đến số 9, còn kim phút màu đỏ thì đang chỉ đến số 8. Như vậy bây giờ là gần 9 giờ, 8 giờ 40 phút, đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta cùng kiểm tra đáp án này. Ở đáp án A, 20 giờ 40 phút, 20 giờ hay còn gọi là 8 giờ tối đúng không ạ? Và 40 phút là chính xác rồi ạ. Đáp án B, 9 giờ kém 20. Còn 20 phút nữa thì là đến 9 giờ. Như vậy, ở đây là 9 giờ kém 20 là chính xác. Đáp án C, 8 giờ kém 20 phút. Nếu như 8 giờ kém 20 phút thì kim giờ sẽ phải gần đến số 8. Mà ở đây kim giờ lại qua số 8 rồi. Như vậy, đáp án C là đáp án sai. Cô Khoanh vào C nhé. Câu số 4, nối đồng hồ với giờ tương ứng. Đồng hồ đầu tiên, cả kim giờ và kim phút đều chỉ số 3. Như vậy là 3 giờ 15 phút. Như vậy chúng ta sẽ nối với 3 giờ 15 phút nhé. Đối với các giờ mà chúng ta nối thì cô không thấy có 3 giờ 15 phút. Ở đây có 15 giờ 15 phút này. Cô đổi 15 giờ 15 phút thành 3 giờ 15 phút chiều, đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta nối với đồng hồ tương ứng nhé. Đồng hồ thứ hai, quá dễ rồi đúng không ạ? Đây là 6 giờ hay còn gọi là 18 giờ, được chưa ạ? Cô nối với 18 giờ. Đồng hồ tiếp theo sẽ là 3 giờ 10 phút. Và cuối cùng, được chưa ạ? 12 giờ 5 phút này. 12 giờ kim giờ chỉ số 12. 5 phút kim phút chỉ số 1, được chưa ạ? Chúng ta chuyển sang câu số 5. Hành đến trường lúc 7 giờ kém 5 phút. Bảo đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi ai đến trường sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu phút? Theo đề bài thì bạn Thành đến trường lúc 7 giờ kém 5 phút. Như vậy là chưa đến 7 giờ, kém 5 phút nữa thì đến 7 giờ là bạn Thành đã đến trường rồi. Còn bạn Bảo thì 7 giờ 15 phút mới đến trường. Như vậy bạn Thành đến trường sớm hơn và sớm hơn bạn Bảo bao nhiêu phút ạ? Chúng ta sẽ lấy 7 giờ làm mốc nhé. Bạn Thành đến trường lúc 7 giờ kém 5 phút, có nghĩa là còn 5 phút nữa. 5 phút nữa là đến 7 giờ rồi. Còn từ 7 giờ đến 7 giờ 15 phút là 15 phút đúng không ạ? Như vậy là bạn Thành đến sớm hơn bạn Bảo 5 phút cộng 15 phút bằng 20 phút. Bây giờ cô nói là bạn Thành đến sớm hơn bạn Bảo và sớm hơn 20 phút. Như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án C nhé. Thành đến sớm hơn và sớm hơn 20 phút. Chúng ta chuyển sang câu số 6. Loan vào học tiết 2 bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc lúc 9 giờ kém 15 phút. Hỏi tiết học đó kéo dài bao nhiêu phút? Chúng ta nhìn đồng hồ này. Từ 8 giờ và kết thúc lúc 9 giờ kém 15 phút. Tức là chưa đến 9 giờ. 9 giờ kém 15 phút có nghĩa là lúc đó đây là 8 giờ nhá. Kim sẽ quay đến đâu ạ? Kém 15 phút thì sẽ đến số 9. Kém 15 phút này. 5, 10, 15, được chưa ạ? Vậy thì lúc này tiết học của bạn kéo dài trong 45 phút nhé. Cô Khoanh đáp án A. Chúng ta chuyển sang câu số 7. Tâm là một đèn lồng dạng khối hộp chữ nhật bằng nan tre. Tâm dùng giấy màu dán các mặt xung quanh của khung đèn, mặt trên và mặt dưới để chống. Mỗi một mặt dán một tờ. Vậy số giấy màu Tâm cần dùng để dán 3 chiếc khung đèn là... trước tiên là bạn làm đèn lồng có dạng khối lập phương. Vậy thì khối lập phương sẽ có bao nhiêu mặt ạ? Có 6 mặt, nhưng
Mà mặt trên và mặt dưới của đèn lồng thì bạn để trống như vậy, chỉ còn 4 mặt cần phải dán giấy màu đúng chưa ạ? Mỗi một mặt thì dán một tờ. Như vậy một chiếc đèn lồng bạn sẽ phải dán 4 mặt đúng chưa ạ? À, nhưng mà bạn làm 3 chiếc khung đèn cơ. Như vậy thì bạn cần bao nhiêu tờ giấy màu ạ? Cô có phép tính là 4 tờ giấy màu cho một chiếc đèn này nhân với số lượng khung đèn là 3 chiếc. Vậy 4 x 3 bằng 12, tương ứng với 12 tờ giấy màu. Cô quanh đáp án C nhé. Câu 8. Thúy đi ngủ lúc 10 giờ và ngủ trong 8 tiếng. Hỏi Thúy thức dậy lúc mấy giờ? Vậy thì theo đề bài thì bạn Thúy đi ngủ lúc 10 giờ tối và giấc ngủ của bạn kéo dài trong 8 tiếng đúng chưa ạ? Vậy thì bạn thức dậy lúc mấy giờ sáng ngày hôm sau nhỉ? À, cô sẽ lấy 12 giờ làm mốc đúng chưa ạ? Vậy thì từ 10 giờ tối cho đến 12 giờ đêm thì là mấy tiếng ạ? À, từ 10 giờ đến 12 giờ sẽ là 2 tiếng. À, hết 12 giờ thì chúng ta sẽ sang ngày hôm sau đúng chưa ạ? Vậy thì từ 12 giờ hay cô gọi là 00 giờ đấy ạ, đến bao nhiêu tiếng nữa? À, ở đây bạn ngủ trong 8 tiếng, như vậy bạn đã ngủ được 2, đến 12 giờ là bạn ngủ được 2 tiếng. Vậy thì cô có phép tính 8 trừ 2 bằng 6. Như vậy từ 00 giờ đến 6 giờ là bạn ngủ được 6 tiếng nữa. Như vậy thì đến 6 giờ là bạn thức dậy được chưa ạ? Vậy cô khoanh vào đáp án B, đồng hồ chỉ 6 giờ. Câu số 9. Hòa bắt đầu học bài lúc 8 giờ tối. Hòa học toán 45 phút, tập thêm đàn 15 phút nữa rồi nghỉ. Hỏi Hòa tập đàn xong lúc mấy giờ? À, vậy thì bắt đầu từ 8 giờ tối bạn học và đến 8 giờ 45 phút thì bạn học xong môn toán. Sau khi bạn học xong toán thì là đồng hồ sẽ chỉ lúc mấy giờ nhỉ? À, sẽ chỉ lúc 8 giờ 45 phút. Thì sau đó bạn sẽ tập thêm đàn 15 phút nữa rồi bạn nghỉ. Như vậy là cô sẽ cộng thêm 15 phút nữa thì thành 8 giờ 45 phút cộng 15 phút là 60 phút. Như vậy 60 phút thì sẽ đến mấy giờ ạ? Đến 9 giờ là bạn sẽ tập xong đàn. Như vậy cô khoanh vào đáp án C nhé. Câu 10. Buổi tối Quang được bố mẹ cho phép đọc truyện 15 phút. Khi Quang bắt đầu đọc truyện, đồng hồ chỉ 8 giờ 25 phút. Vậy Quang cần cất quyển truyện lúc mấy giờ? À, lúc bắt đầu đọc truyện là 8 giờ 25 phút. Như vậy chúng ta sẽ vẽ được đồng hồ đấy chính là kim giờ sẽ chỉ ở giữa số 8 và số 9 đúng chưa ạ? Kim phút là 25 phút, như vậy sẽ chỉ số 5. Bạn đọc trong vòng 15 phút, như vậy chúng ta cùng đếm nhé. 5, 10, 15 phút. Như vậy lúc này thì kim phút sẽ chỉ đến số 8. À, vậy cô sẽ khoanh vào đáp án B hoặc C đúng chưa ạ? Chúng ta cùng nhìn đồng hồ này. Đồng hồ ở đáp án B sẽ là 9 giờ 40 phút. Còn đồng hồ ở đáp án C là 8 giờ 40 phút. Như vậy đồng hồ nào mới chính xác ạ? Sẽ là đáp án C. Bạn đọc từ 8 giờ 25 phút đến 8 giờ 40 phút nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 11. Chiều nay Tiến được mẹ giao cho hai công việc, đó là trồng hoa và tắm cho chú chó. Tiến bắt đầu trồng hoa lúc 13 giờ 50 phút và trồng hai luống hoa hết 50 phút. Sau đó Tiến đi tắm cho chú chó và thời gian tắm cho chú chó là 35 phút. Hỏi lúc Tiến tắm xong cho chú chó là lúc mấy giờ? Theo đề bài thì bạn Tiến được mẹ giao cho hai công việc, đấy chính là trồng hoa và tắm cho chú chó đúng không ạ? Và bạn bắt đầu làm hai công việc này lúc 13 giờ 50 phút. Có nghĩa là, à, cô sẽ đổi thành 1 giờ 50 phút chiều nhé. Hay còn gọi là 2 giờ kém 10 phút chiều. À, vậy cô thấy đồng hồ đang chỉ lúc 2 giờ kém 10 phút chiều và bạn bắt đầu làm việc. Bạn trồng hoa trong 50 phút. Vậy thì sau khi mà bạn trồng hoa xong thì lúc đó đồng hồ sẽ chỉ lúc mấy giờ ạ? Chúng ta nhìn đồng hồ này. Lúc này là 2 giờ kém 10 phút chiều. Vậy thì 50 phút nữa là thời gian mà bạn trồng hoa xong. Vậy thì kim phút sẽ chạy thêm 50 phút nữa. Chúng ta cùng xem là kim phút sẽ chạy đến số nào nhé. 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 và 50. Như vậy lúc đó thì kim phút sẽ đến số 8 và kim giờ sẽ chắc chắn là lúc đó đến gần số 3 rồi đúng không ạ? Như vậy lúc đó cô sẽ vẽ đồng hồ như sau này. À, kim dài, kim phút sẽ chỉ số 8 và kim giờ sẽ chỉ đến gần số 3. À, vậy thì lúc này là mấy giờ ạ? 2 giờ 40 phút hay còn gọi cách khác là 3 giờ kém 20, được chưa ạ? À, đây là 3 giờ kém 20 hoặc là 2 giờ 40 phút chiều là bạn hoàn thành xong công việc đầu tiên, đấy chính là trồng hoa đúng không ạ? Sau khi mà bạn trồng hoa xong thì là 2 giờ 40 phút chiều. À, lúc đó thì đồng hồ kim dài đang chỉ số 8 đúng chưa ạ? Và kim ngắn, kim giờ đang chỉ đến gần số 3. Nhưng mà bạn tắm cho chó hết 35 phút, chúng ta cùng đếm nhé. Kim phút này, 5, 10, 15, 20, 25, 30 và 35. À, khi này thì kim phút sẽ chỉ ở số 3 và kim giờ sẽ phải đi qua số 3 đúng chưa ạ? Vậy thì lúc này đồng hồ đang chỉ lúc mấy giờ đây ạ? À, 3 giờ 15 phút chiều hay còn gọi là 15 giờ 15 phút. Như vậy cô sẽ khoanh vào đáp án D nhé, 15 giờ 15 phút. Câu số 12, Liên đi từ nhà lúc 18 giờ 30 phút, Hân đi từ nhà lúc 18 giờ 25 phút. Hai bạn Liên và Hân cùng đến rạp phim lúc 19 giờ 5 phút. Chọn đáp án đúng. À, như vậy là hai bạn Hân và Liên đã hẹn nhau đi xem phim và cùng nhau đến rạp chiếu phim lúc 19 giờ 5 phút. Nhưng thời gian đi của hai các bạn bắt đầu đi là khác nhau đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng xem đáp án nào đúng nhé. Thời gian Liên đi từ nhà đến rạp chiếu phim là 30 phút. À, bạn Liên đi từ nhà là 18 giờ 30 phút đến rạp lúc 19 giờ 5 phút. Như vậy thời gian bạn Liên đi sẽ phải là 35 phút. Vậy 30 phút là sai. Câu B, thời gian Hân đi từ nhà đến rạp chiếu phim là 35 phút. Bạn Hân thì đi từ nhà lúc 18 giờ 25 phút. À, ở đây thì cô nhìn thấy là bạn Liên này và bạn Hân. À, bạn Hân đi sớm hơn bạn Liên 5 phút đúng chưa ạ? Vậy thì vừa nãy chúng ta đã tìm được là bạn Liên đi đến rạp chiếu phim lúc trong thời gian là 35 phút rồi. Như vậy thì bạn Hân phải đi lâu hơn bạn Liên chứ nhỉ? Như vậy thời gian mà bạn Hân đi đến rạp chiếu phim là 40 phút. Như vậy đáp án B vẫn là sai. Chúng ta chuyển sang đáp án C. Thời gian đi từ nhà đến rạp chiếu phim của Liên nhanh hơn Hân là 5 phút. Như vừa nãy thì chúng ta đã tìm được là thời gian mà bạn Liên đi từ nhà là lúc 18 giờ 30 phút, còn bạn Hân thì là 18 giờ 25 phút. Vậy thì Liên sẽ nhanh hơn Hân 5 phút. Cô khoanh đáp án C là đáp án chính xác nhé. Đáp án D, thời gian từ nhà đến rạp chiếu phim của Hân chậm hơn Liên 10 phút. À, chậm hơn chỉ có 5 phút thôi, cho nên đáp án D là sai. Như vậy thời gian đi từ nhà đến rạp chiếu phim của Liên nhanh hơn Hân là 5 phút là đáp án đúng của câu này. Như vậy cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các câu hỏi của tuần này rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập của tuần tiếp theo nhé.